Cộng đồng mạng lo lắng cho tình trạng hiện tại của địch đại Nhật Ba vì liên tục gặp tin dữ. Liên tiếp những vận xui đến với địch đại Nhật Ba khiến cộng đồng mạng vô cùng lo lắng. Địch đại Nhật Ba hiện đang là một trong những nữ diễn viên trẻ trở thành tâm điểm chú ý và nhận được rất nhiều sự quan tâm theo dõi khán giả khắp châu Á. Thế nhưng cho đến thời điểm hiện tại, không khó để nhận ra sao nữ nổi tiếng đang có dấu hiệu bị chững lại khi liên tiếp những dự án cô gặp phải sự cố ngoài ý muốn. Đầu tiên phải kể đến bộ phim Công Tố Tinh Anh đóng cùng Đồng Đại Vĩ. Vốn đang đợi lên sóng lại xuất hiện tin đồn vẫn chưa qua xét duyệt và chưa ra mắt khán giả như dự kiến ban đầu. Cụ thể có thông tin cho biết dự án Công Tố Tinh Anh hiện chưa qua xét duyệt lần 2 nên chưa thể lên sóng trong tháng 3. Trước đó có nguồn tin nói rằng phim ban đầu dự tính lên sóng ở đài CCTV, sau đó lại có thông tin sẽ lên sóng đài Chiết Giang và Giang Tô giữa tháng 3 2023. Tuy nhiên hiện tại, việc đàm phán diễn ra không thuận lợi và để kịp tiến độ lên sóng có thể phim sẽ được chiếu mạng. Chưa dừng lại ở đó, bộ phim đánh dấu màn hợp tác đầu tay của Nhật Ba và Cung Tuấn A Lạc Truyện cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy, khi năm lần bề lượt khiến dân mạng phải thất vọng trước những chiếc dưa phát sóng của phim. Chính thức đóng máy từ đầu tháng 11/2021, A Lạc Truyện vốn dự kiến ra mắt cuối năm 2022. Thế nhưng giờ đã sang 2023, phim vẫn bị hoãn chiếu liên tục không rõ nguyên nhân. Điều này không chỉ đặt ra những nghi vấn trong lòng khán giả, mà còn khiến dân tình lo ngại, nếu bị ngâm quá lâu thì nhiệt độ và sức hút của phim sẽ bị giảm đi không ít. Một số bình luận như sau: thời gian gần đây Nhật Ba bị nhọ thực sự. Ai đó hãy cho tôi biết điều gì đang xảy ra được không? Rốt cuộc bao giờ mới chiếu phim? Hết nùm xùm đời tư để đến phim ảnh, có thể nhẹ nhàng hơn một chút với cô ba được không vậy? Cả hai phim này tôi đều hóng quá trời mà đợi hoài không thấy chiếu. A Lạc Truyện được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết Đế Hoàng Thư của tác giả Tinh Linh. Phim là câu chuyện xoay quanh nhân vật Nhậm A Lạc do địch đại Nhật Ba thủ vai và thái tử Hàn Diệp do Cung Tuấn thủ vai. Nhậm A Lạc là hậu nhân của công thần khai quốc, nhưng vì gia tộc gặp biến cố mà lưu lạc nhân gian. Trong quá trình điều tra sự thật, mong khôi phục lại sự trong sạch cho gia tộc và cứu giúp dân chúng, nàng được thái tử Hàn Diệp tán thưởng, trở thành phụ tá của chàng. Sau đó với sự giúp đỡ của Nhậm A Lạc đa mưu túc trí, Hàn Diệp đã phá được nhiều vụ án giúp đỡ ân dân. Ra trận chống giặc, cuối cùng chàng lật lại vụ án minh oan cho gia tộc của An Lạc. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.